Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cộng đoàn rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng quy tụ về nơi đây để cảm nhận những hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người, và cũng để lời Chúa khắc sâu nơi tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, hành trình đức tin của chúng ta thêm an tâm, thêm vững vàng, bởi vì chúng ta đã có Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nhưng nếu canh hai, canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình để đến giờ phân phát lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó còn đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Cộng đoàn rất thân mến, chúng ta cùng hiện diện với nhau, và hẳn rằng hôm nay chúng ta đã nghe được những lời đầy ngọt ngào, đầy yêu thương trìu mến từ nơi Thầy Chí Thánh. Hỡi các con bé nhỏ, đừng sợ. Đừng sợ bởi vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Và vì thế, khi cảm nhận được sự cao quý của nước trời thì các con hãy bán những của cải các con có mà bố thí, để rồi sắm cho mình những cái túi không hề hư nát và cái kho tàng không bao giờ hao mòn. Hẳn rằng trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta phải đối diện với những thực tại, không ít những điều làm cho chúng ta cảm thấy lo sợ. Và dường như cuộc sống này đang bao phủ bởi rất nhiều những thứ lo sợ. Chính vì vậy, Chúa Giêsu cũng đã mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, vì giờ các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Và chính cái không ngờ đó
làm cho chúng ta phải lo sợ. Và có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, lo sợ đó là điều sẽ làm cho chúng ta mất bình an. Và một khi đã mất bình an trong cuộc sống, kính thưa cộng đoàn, cho dẫu chúng ta có mọi thứ thì cuộc sống này cũng không thể đem lại bình an, không thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta được. Vì vậy, hôm nay lời Chúa một lời mời gọi mỗi người chúng ta, hãy để tâm, hãy để cho lời Chúa đi sâu vào nơi sâu thẳm của con tim mình. Các con phải luôn luôn tỉnh thức như là người đã chuẩn bị và sẵn sàng dầu đèn trên tay để đón chủ đi ăn tiệc cưới về. Và điều này thực tế quá, thưa ông bà anh chị em. Cuộc đời của chúng ta luôn luôn là một hành trình trong sự chờ đợi. Thế nhưng điều quan trọng là chúng ta chờ đợi ai để rồi được cái gì? Và bởi vì có lẽ chúng ta chứng kiến trong cuộc sống nhiều, rất nhiều những điều chúng ta coi là bất ngờ. Và thực sự xảy đến với chúng ta bất ngờ lắm, thưa cộng đoàn. Vì vậy, cho nên Chúa Giê-xu mới mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, vì giờ nào không ngờ thì con người sẽ đến. Chúa đến với chúng ta như một sự bất ngờ, và chỉ bất ngờ cho những ai không tỉnh thức, không chuẩn bị. Và chính sự bất ngờ đó trở nên nỗi sợ hãi. Hôm nay Chúa Giê-xu đem lại cho chúng ta lời ngọt ngào: hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ. Và một khi ý thức được đừng sợ là bởi vì chúng ta có Cha trên trời. Cha đã ban cho chúng ta tất cả những sự cao sang ở trên trời và mời gọi chúng ta hãy nhìn vào trần gian này như một điều chóng qua, chóng tàn, để rồi chúng ta dám đánh đổi để trở thành của bố thí và sẵn sàng sắm cho mình một kho báu ở trên trời. Vì vậy, Thánh Phaolô cũng đã cảm nhận được điều này và Ngài mời gọi chúng ta rằng quê hương chúng ta ở trên trời. Vì vậy, chúng ta hãy tìm kiếm những sự cao sang trên trời, nơi Đức Kitô đang hiển trị ở đó. Và một khi chúng ta sẵn sàng đánh đổi những gì chúng ta đang có ở trần gian này vì một mục đích cao cả là quê hương trên trời, thì không còn gì phải sợ. Và một khi chúng ta đã can đảm để rồi tìm kiếm những sự cao siêu ở trên trời đó, thì mọi biến cố, mọi sự kiện xảy đến với chúng ta trong cuộc sống không còn gì là bất ngờ. Không còn gì là bất ngờ nữa, thưa ông bà anh chị em. Bởi vì có lẽ như tôi nói, trong cuộc sống chúng ta nhìn ngang nhìn dọc, quá nhiều điều xảy đến và chúng ta vẫn nói rằng không ngờ điều đó xảy đến. Vì sao chúng ta cho là không ngờ? Vì sao chúng ta gọi là bất ngờ? Bởi vì chúng ta không hề chuẩn bị. Vì vậy Chúa Giê-xu mới mời gọi chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Đã tỉnh thức, đã sẵn sàng thì không có gì là bất ngờ, mà luôn luôn đó là một điều chúng ta đang chờ đợi. Cho dẫu điều đó đến đem cho chúng ta một niềm vui thì nó vẫn là cái sự chờ đợi mong mỏi của chúng ta, và ngược lại một điều gì đó làm cho chúng ta cảm thấy không hài lòng, không phải là điều chúng ta mong mỏi, nhưng với tinh thần tỉnh thức, với việc sẵn sàng thì đó lại là điều chúng ta đang mong mỏi đến, bởi vì Cha các con trên trời đã vui lòng ban nước trời cho các con. Và những điều xảy đến này là một lời mời gọi để chúng ta đón nhận được nước trời.
cộng đoàn rất thân mến. Một khi chúng ta suy niệm, một khi chúng ta để cho lời Chúa đi sâu vào cuộc sống của chúng ta, và như vậy cuộc sống của chúng ta đây đang là một cuộc chờ đợi, là một hành trình trong hy vọng lời hứa của Đức Kitô, vì chúng ta tin chắc chắn rằng Cha chúng ta đã vui lòng ban nước trời và chúng ta sẵn sàng đánh đổi những gì mình có như một sự bố thí cho tha nhân để rồi sắm cho mình kho báu trên trời đó. Vì vậy chúng ta cần phải tỉnh thức. Tỉnh thức khi biết bao nhiêu thứ chung quanh chúng ta đang ru ngủ. Đang ru ngủ chúng ta như là quyền lợi, là địa vị, là tiền bạc của cái vật chất, và bao nhiêu những thứ xa xỉ, những thứ vui chơi đang lôi kéo để rồi chúng ta ngủ dần, ngủ vùi và không còn đủ tỉnh thức. Và một khi sự việc nào đó xảy đến thì chúng ta cho rằng thật là bất ngờ. Còn nếu mỗi người trong chúng ta ý thức được lời mời gọi của Chúa Giê-xu, không có gì là bất ngờ, không có gì là mới mẻ, bởi vì Ngài đã gợi lên, đã mời gọi và mong mỏi chúng ta để cho lời Ngài đi sâu vào cuộc sống, và cuộc sống của chúng ta luôn luôn là một niềm hy vọng trong vui mừng và hân hoan, vì niềm hy vọng, niềm hân hoan của chúng ta chính là Chúa Giê-xu. Quê hương chúng ta ở trên trời, và vì vậy tất cả hy vọng đó hướng dẫn chúng ta về nơi cung lòng của Thiên Chúa Cha. Bài tin mừng hôm nay một lần nữa lại mời gọi chúng ta hãy trở nên những người quản lý trung tín và khôn ngoan khi tất cả những gì chúng ta đang có hôm nay, chúng ta hãy biết đón nhận, hãy biết sử dụng, hãy biết chia sẻ bằng sự tỉnh thức để mở rộng con tim, tỉnh thức để mở rộng đôi tay, tỉnh thức để mở rộng ánh mắt, tỉnh thức để mở rộng đôi môi, ban phát, chia sẻ, nâng đỡ, an ủi, khích lệ và trao cho nhau những lời ngọt ngào như Chúa Giê-xu đã mời gọi mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta luôn luôn ở trong tâm thế của người tỉnh thức và sẵn sàng này, luôn luôn của người biết nâng đỡ, biết chia sẻ, biết trao ban cho tha nhân, hẳn rằng chúng ta sẽ vui mừng, chúng ta sẽ hân hoan cho dẫu sự kiện xảy đến khó khăn, thách đố như thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn luôn an tâm vì có Chúa ở cùng. Xin mẹ Maria, người mẹ rất yêu dấu của chúng ta, người mẹ trong mọi biến cố đều thưa tiếng xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa, vì mẹ luôn luôn hy vọng và cậy trông nơi Thiên Chúa. Mẹ cũng giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này biết luôn khôn ngoan, luôn tỉnh thức, luôn hy vọng, luôn chờ đợi, để rồi không một điều gì xảy đến với chúng ta trong cuộc sống đó là điều bất ngờ. Nhưng chúng ta sẵn sàng dang rộng đôi tay đón nhận mọi biến cố với tâm tình của người con cái xin vâng thánh ý Cha, bởi vì chúng ta được mời gọi trở nên người trung tín, người quản lý trung tín và khôn ngoan. Xin mẹ luôn cầu bầu và chúc lành để mỗi một người trong anh chị em chúng ta luôn luôn cảm nhận được niềm vui đó, và chúng ta chiêu tỏa cho cuộc đời của chúng ta, cho những người chung quanh chúng ta cảm nhận được ân huệ của Thiên Chúa, và họ cũng với chúng ta đồng hành trong sự tỉnh thức và chờ đợi, đồng hành trong sự trao ban và chia sẻ. Amen.